Đấy, tôi màu cho bức tranh có hình một nàng tiên. Thì trước tiên mình sẽ lấy màu nâu để tô màu tóc cho nàng tiên này nha. Khi tô xong màu tóc thì mình sẽ lấy màu hồng đậm để tô váy. Thì mình lấy màu hồng nhạt để tô tiếp nha. Tiếp theo với màu hồng nhạt này, mình cũng sẽ tô màu cánh của nàng tiên nha. Màu đôi giày nhé. Sau khi tô xong màu đôi giày, mình sẽ lấy màu da để tô màu cho cô tiên này. Tiếp theo mình sẽ lấy màu hồng nước để tô môi nha. Sau đó là tô màu hoa. Tiếp theo mình sẽ lấy màu nâu để tô màu mắt cho nàng tiên này nha. Sau khi tô xong màu mắt thì mình cũng đã hoàn thiện được bức tranh có hình cô tiên rồi nha. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Đến với video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh có hình một cô tiên như thế này nha. Và sau đây sẽ là video hướng dẫn chi tiết của mình, mời mọi người cùng theo dõi nha.